Kính thưa quý vị, giấc mơ về một trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thậm chí là khu vực châu Á của người Việt Nam dường như sắp trở thành hiện thực khi trong thông báo mới đây về tiến độ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chốt thời gian để hoàn thành xây dựng dự án này. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ việc xây dựng, lắp đặt thiết bị đối với cả 4 dự án thành phần trước ngày 31 tháng 3 năm 2025 để tiến hành kiểm định, vận hành chạy thử, kiểm nghiệm thu hoàn thành trong quý 2 năm 2025 và đưa vào khai thác chính thức dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào quý 4 năm 2025. Đồng thời, do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông khẩn trương chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai tổng thể đối với 4 dự án thành phần, dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng với việc giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 8 tháng 7 năm 2021 sẽ hoàn thành phê duyệt.